Golden State Warriors tìm trợ thủ cho Stephen Curry, thử việc PG kỳ cựu. Sau hai mùa giải không thi đấu đỉnh cao, hậu vệ kỳ cựu này đã trở lại và được Golden State Warriors mời về thử việc với mục đích tăng chiều sâu cho đội hình. Còn khoảng một tháng nữa các trận đấu NBA sẽ chính thức trở lại với giai đoạn preseason. Vì vậy, các đội bóng đang có những bước chuẩn bị cuối cùng về mặt đội hình, sẵn sàng cho mùa giải mới. Với Golden State Warriors, họ quyết tâm trở lại cuộc đua vô địch với bộ khung Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala và Klay Thompson sẽ trở lại vào cuối tháng 12. Tuy vậy, chiều sâu đội hình vẫn là một dấu hỏi lớn mà Warriors chưa thực sự có lời giải. Giờ đây, khi thời gian sắp hết, họ đã mời thử việc một hậu vệ kỳ cựu với hy vọng gia tăng sức mạnh cho dàn cầu thủ dự bị. Bên cạnh đó, tìm người hỗ trợ cho Stephen Curry. Theo ký giả uy tín Chris Thaynet của Yahoo Sports, Warriors đã mời Darrell Collison, hậu vệ có 10 năm kinh nghiệm thi đấu tại NBA về thử việc. Bên cạnh thực hiện các bài tập về kiểm tra thể trạng và thông số, Collison còn đấu tập cùng một số cầu thủ Golden State, cụ thể là Stephen Curry và Jordan Poole. Collison được đánh giá là một role player chất lượng, nhưng hai mùa giải qua, anh đã tạm rời xa bóng rổ để xử lý các vấn đề cá nhân, cụ thể là đức tin và tôn giáo. Darrell đã nhiều lần được kết nối để trở lại NBA, gần đây nhất là với LA Clippers và Los Angeles Lakers. Nhưng cả hai lần, anh đều quyết định sẽ tiếp tục ngồi ngoài sân bóng vì đó là giữa mùa giải, không có nhiều thời gian để anh chuẩn bị. Giờ đây, khi đang ở giai đoạn off-season, Darrell Collison có thể hòa nhập và làm quen tốt hơn với các đồng đội mới. Được pick vào năm 2009, Collison ghi trung bình 12,5 điểm cùng 5 assist xuyên suốt sự nghiệp. Khả năng ghi điểm của anh khá ổn, khi chưa bao giờ đạt dưới 10 điểm một trận trong 10 mùa giải, đặc biệt là ném 3 khi Raden sở hữu tỷ lệ thành công lên đến 39%. Trong mùa 2017-2018, hậu vệ sinh năm 1987 làm nên lịch sử khi dẫn đầu toàn NBA về tỷ lệ ném 3 điểm với 46,8%, đồng thời có tỷ lệ assist trên turnover cao nhất giải. Thiếu chút nữa, anh đã gia nhập câu lạc bộ 50-40-90 với bộ chỉ số 49% field goal, 46,8% ném 3 điểm thành công và 88% ném phạt thành công. Trợ thủ đắc lực cho Stephen Curry. Nhiều năm qua, Golden State Warriors chưa tìm được một hậu vệ phù hợp để làm PG dự bị cho Stephen Curry. Vai trò này trước đây thuộc về một số trụ cột như Sean Livingston, Quinn Cook hay gần đây nhất là Jordan Poole và Brett Wanamaker. Cách biệt về khả năng cầm trịch trận đấu giữa Curry và các lựa chọn còn lại vẫn là khá xa, không tính đến khả năng ghi điểm hay ném 3. Nếu tìm được tiếng nói chung với Warrior, Darren Collison có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Stephen Curry, sẵn sàng vào thay để giờ chép có thể nghỉ ngơi khi cần thiết. Ngoài khả năng điều phối hàng công, Collison có thể ghi điểm ở mức khá và còn thủ khá ổn tại khu vực và ngoài, khía cạnh là điểm yếu của Curry.